Các anh em từ trang Arano Network thì nhận tôi cần Arano thì mình đã hiện tại nó đã phong phối nha tất cả các bạn. Thì những bạn nào đang claim thì vào chat chiến các bạn. Và hiện tại nó đã list trên sàn Bankake Swap mà. Thì mình vào một này mình xả nha các bạn. Thì coi hy vọng giá nó khá là cao quá. Thì con sắt Arano này mình có để cho phần link mô tả các bạn. Bạn copy con sắt mình có dán cái đây nè. Hai các bạn chờ xíu nha. Các bạn dán vào đây nè. Rồi tất cả các bạn bấm ADD của con app vào con chắc vào tất cả các bạn. Thì mình sẽ xả ra coi giá bao nhiêu tất cả các bạn. Rồi mình chọn ANO được bạn. ANO. À nó tôi cần đây nè, mình chọn mát đây. Bao nhiêu đây? Phan phan các bạn chờ xíu nha tất cả các bạn. Kèo này khá là ngon các bạn ơi. Rồi các bạn ơi, mình xui các bạn nó bị sập giá các bạn, còn có 3 đô cho một token này các bạn ơi. Thì các bạn nào muốn xả thì xả các bạn, còn không xả thì cứ giữ đó các bạn. Một Arano bằng 0.005 BNB khoảng 3 đô. Mình về được 5 token khoảng 15 đô các bạn. Rồi các bạn nào muốn xả thì vào swap xả nha các bạn. Ok, mình đã cập nhật dự án Arano Network cho tất cả bạn, đây cũng kết thúc các bạn. Mình chào tạm biệt tất cả các bạn, hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.